Phương tiện tác chiến không người lái hoạt động dưới nước, UUV, được cho là hoạt động giống ngư lôi trang bị hạt nhân, đã được tiết lộ tại cuộc diễn binh mới nhất của Triều Tiên vào ngày 27 tháng 7. Theo trang The Drive, việc ra mắt loại thiết bị này cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục xem xét các phương tiện mới để mang đầu đạn hạt nhân. Mặc dù vẫn chưa rõ cấu tạo của loại UUV mới này, giới quan sát cho rằng nó được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân. Theo nghĩa này, UUV của Triều Tiên gần giống với ngư lôi Poseidon của Nga. Tuy nhiên, trong khi Poseidon có động cơ đẩy hạt nhân cũng như đầu đạn hạt nhân, thì UUV của Triều Tiên gần như chắc chắn phụ thuộc vào động cơ đẩy chạy bằng pin. Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên đang nghiên cứu các loại công nghệ hạt nhân có thể cung cấp một lò phản ứng đủ nhỏ để cung cấp năng lượng cho một phương tiện như vậy. UUV mới của Triều Tiên cũng nhỏ hơn Poseidon, ước tính dài gần 20 mét với đường kính khoảng 2 mét. Một điểm khác biệt lớn nữa với Poseidon là vũ khí của Nga, được thiết kế để phóng từ tàu ngầm Project 09852 Vanguard dài nhất thế giới, trong khi Triều Tiên không vận hành bất kỳ tàu ngầm nào đủ lớn để đóng vai trò là tàu mẹ. Điều này cho thấy UUV sẽ phải được phóng từ bến tàu hoặc cầu cảng, một số loại bệ nổi hoặc có thể là một tàu nổi được sửa đổi phù hợp. Nhiều báo cáo đã xác định UUV mới của Triều Tiên tên là HAI, mặc dù điều này vẫn chưa được xác nhận. Cái tên SAIL-2 được đặt cho loại UUV dưới nước tương tự nhưng nhỏ hơn, xuất hiện vào đầu năm nay. Vào thời điểm đó, nó cũng được các nhà phân tích mô tả là câu trả lời của Triều Tiên đối với Poseidon. Dựa trên hình ảnh được công bố vào thời điểm đó, SAIL-2 nhỏ hơn đáng kể so với Poseidon và cũng không chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Hee Sutton, chuyên gia về chiến tranh tàu ngầm và nhà phân tích của trang USNI News, đã mô tả nó giống như một ngư lôi trang bị hạt nhân tầm xa hơn. Hay đúng hơn, một quả ngư lôi với các đặc tính của UUV. Dữ liệu ước tính cho rằng SAIL-2 có tầm hoạt động lên tới 1.000 km và tốc độ trung bình 4.6 knot, 8.5 km một giờ, chậm hơn rất nhiều so với ngư lôi. UUV mới xuất hiện ở Bình Nhưỡng có một số thuộc tính giống SAIL-2 và rất có thể có liên quan chặt chẽ. Tuy nhiên, SAIL-2 có phần phía sau khác và nhỏ hơn UUV mới. Có khả năng hai phiên bản này còn trong giai đoạn phát triển và loại vừa được trình làng mang những thay đổi mới. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tích cực nghiên cứu một loại UUV tầm xa, rất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Với động cơ đẩy bằng pin, UUV mới của Triều Tiên chưa thể sánh với tầm bắn của Poseidon vốn gần như không giới hạn. Tuy nhiên, kích thước của nó cho thấy nó sẽ có tầm hoạt động vượt quá 1.000 km như của SAIL-2. Các loại mục tiêu mà nó có thể đe dọa cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách nó được phóng. Nếu đúng như dự đoán, nó được trang bị đầu đạn hạt nhân, thì có vẻ như UUV mới chủ yếu nhằm tấn công các loại mục tiêu tương tự như Poseidon, cụ thể là các cơ sở ven biển mà nó có thể tấn công. Theo cách đó, nó có thể được sử dụng để giáng một đòn hạ gục đối thủ trước khi họ có cơ hội ra khơi. Theo The Drive, ở giai đoạn này, UUV mới vẫn còn rất bí ẩn và vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để xác định chính xác loại vũ khí này là gì. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.